Lắng nghe là một kỹ năng quan trọng khi bạn làm việc với những người khác. Chúng ta đã được dạy cách để nói chuyện, để viết nhưng lại không được dạy cách để lắng nghe người khác. Mọi người luôn cho rằng tất cả chúng ta đều đã có kỹ năng này. Nhưng trên thực tế thì điều này rất khó khăn, chủ yếu là bởi chúng ta luôn suy nghĩ nhanh hơn khi những người khác nói. Vì vậy, trong khi họ đang nói chuyện, chúng ta có thể có thời gian và năng lực để đánh giá những gì người khác đang nói. Một thời gian dài trước đây thì chúng ta đã suy nghĩ liệu chúng ta đồng ý với họ hay không và tại sao những gì họ nói là sai. Để hiểu kỹ hơn về lắng nghe, mọi người có thể tham khảo khóa học Cách lắng nghe hiệu quả của VNME nhé. Chắc chắn bạn sẽ phải rất nỗ lực để chỉ ngồi một chỗ và lắng nghe mà không phán đoán, dự đoán và lên kế hoạch cho câu trả lời của mình. Nhưng nếu bạn trở thành một người biết lắng nghe, điều này sẽ mang lại cho bạn 3 lợi ích đáng kể. Trước tiên, bạn sẽ được nhiều người yêu quý hơn. Khi bạn lắng nghe họ, điều đó khiến họ cảm thấy mình quan trọng hơn và giá trị của họ được nâng cao hơn. Như vậy, người khác sẽ có xu hướng yêu quý bạn hơn. Luôn chỉ nói về bản thân có lẽ sẽ gây ấn tượng không tốt với người khác. Tất cả chúng ta đều thích những người cho chúng ta cơ hội để nói về những chủ đề mà chúng ta yêu thích. Đó là lợi ích đầu tiên khi mà ta biết lắng nghe. Lợi ích thứ hai là bạn có thể học hỏi được nhiều hơn khi mà biết lắng nghe. Nếu bạn chỉ đơn thuần nói lại những điều bạn nghĩ như kỳ nghỉ của bạn ra sao, tiến bộ của các con bạn ở trường như thế nào, thì rõ ràng bạn chẳng biết thêm và học hỏi điều gì mới cả. Bạn chỉ đang lãng phí thời gian của mình mà thôi, và làm người khác trở nên nhàm chán, và dĩ nhiên bạn đang làm cho họ dần không thích bạn. Họ không muốn nghe xem các con của bạn giỏi thế nào và kỳ nghỉ của bạn tuyệt vời ra sao. Vì vậy, đừng nói với họ về những thành công của bạn và hay cả những vấn đề mà bạn đang gặp phải. Tôi từng nghe ai đó nói rằng, nếu bạn nói với mọi người về vấn đề hay khó khăn của mình, 70 phần họ sẽ không quan tâm và 30% còn lại sẽ rất vui mừng vì điều đó. Lợi ích thứ ba khi bạn biết lắng nghe, đó là bạn sẽ là người kiểm soát cuộc trò chuyện chứ không phải họ. Ngạc nhiên đúng không nào? Có lẽ bạn nghĩ rằng những người nói chuyện sẽ là người kiểm soát. Nhưng trên thực tế thì người kiểm soát sẽ là người lắng nghe và thỉnh thoảng đặt lại vài câu hỏi như sau đó những gì đã xảy ra hay cho tôi biết thêm một chút về điều đó được hay không? Bạn sẽ làm gì trong lần tới? Như vậy đây sẽ là 3 lợi ích quan trọng mà bạn có thể có khi mà trở thành một người biết lắng nghe những người khác trong nhóm. Trong trường hợp mà họ hỏi bạn, hãy hỏi ngược lại họ. Ví dụ, thế còn bọn trẻ nhà cậu thì sao? Hãy thử thực hiện bài tập nhỏ này và bạn sẽ rất ngạc nhiên đấy.